Đây nha mọi người, hôm nay mình mua được cái mẻ khọc này này. Khẩu này nếu mà nhìn bình thường ở ngoài không không phải là thợ thì cứ bảo cái này là rất là đẹp. Bảy màu. Đây, trong khi mọi người không biết nói phân biệt. Đây này. Công nhận là nó cũng đẹp thật. Mà cái giá thành của nó là rẻ, rất là rẻ luôn. Giá thành hạt rẻ. Đây này, màu cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà nó rẻ hơn ốc gấp bao nhiêu lần tiền luôn. Ví dụ như khẩu này nhà mình mua là 5 triệu một cân chẳng hạn như thế. Đây là khẩu Mỹ nhá. Đây là màu nhìn đẹp không? Đây, cho mọi người nhìn nha. Màu đẹp cực kỳ luôn. Cái này ví dụ như là 5 triệu một cân. Thì cái mẻ ốc này của mình nha, ốc này là ốc vàng chanh luôn nha. Đây này, như mình này. Là ốc. Ốc đỏ này. Cái này nếu mà một mẻ của nó, nếu mà gọi chung chung số số ấy thì là cái này là 20 triệu một cân. Đắt nữa là mấy trăm triệu đấy. Đây, để so sánh hai miếng này với nhau nhé. Đây là ốc này. Miếng này là ốc. Màu đẹp không? Nó bóng nhá. Để chọn được một miếng khẩu. Đây. Là khẩu này. Đây, mình giơ hai cái đây này. Nhìn nó khác hoàn toàn nhau luôn đấy. Nên là mọi người mua là phải để ý nha. Thực ra là nhà mình làm thì nhà mình làm hàng cho thợ ấy thì nhà mình vẫn làm khẩu. Thì khách yêu cầu, ví dụ như khách yêu cầu làm hàng lẻ thì mình buộc phải làm thôi. Đây này nó khác hẳn nhau luôn. Nhưng mà mọi người có công nhận không? Khẩu nhìn nó vẫn đẹp đúng không? Ốc nhìn nó độ bóng. Nó sâu. Nếu mà với con mắt mà không phải là thợ thì nhìn khẩu vẫn là đẹp hơn ốc bảy màu này. Màu xanh, màu đỏ, màu tím này. Đấy. Còn cái này này, hàng ốc đỏ này này. Nó nhẵn lắm. Vàng chanh. Vàng chanh luôn. Đây cho mọi người nhìn nhá. Đây ốc này. Nó bóng. Như này này. Đây ốc nó nhẵn như này này. Nó bóng, nó có độ bóng nha. Nó cũng là màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Nhưng mà cái này nó là xanh ngọc nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây nào, khi mà mình đi mua hàng thì mình buộc phải nhìn nhận đây này. Đấy, mọi người nhìn nào. Khẩu nhìn cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà khẩu nó lại rẻ. Gấp bao lần tiền. Mọi người mua là phải xem kỹ nha. Thực ra là có nhiều người mình đi bán hàng, có nhiều người họ cứ bảo là ô, mình giới thiệu hàng lẻ thì họ lại bảo là ôi cái này còn đẹp. Còn mình giới thiệu hàng đắt thì họ bảo cái này có cái gì đâu mà đắt thế. Đây này, màu cực kỳ đẹp mà khẩu. Để mọi người biết để đi mua hàng. Đấy, đây là ốc này. Đây nó có độ óng. À. Nhìn nha mọi người để ý nha, đây này, bóng cực kỳ luôn, nó cũng bảy màu nhưng mà nó bóng. Với cái này nếu mà lựa chọn 10 miếng như thế này nó phải vài trăm triệu một cân đấy. Nếu mà nó mà bóng mà đều miếng nào cũng như miếng này này. Là trăm triệu một cân là mọi người để ý nha. Đây này. Đấy. Còn đây là khẩu này, nhớ. Đây này, đấy. Nó nhăn. Nó cũng bảy màu mà nó nhăn. Đây này. Nhìn nó nhăn lắm. Đây nha. Nhìn rất là nhăn luôn. Cũng đẹp. Mà nó nhăn. Rồi, ai thích video này thì hãy nhấn đăng ký kênh nha. Có câu hỏi nào thì để lại bình luận bên dưới giúp mình nha. Mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người. Nó cũng phải như thế này. Bóng cực kỳ luôn. Đấy. Nhìn nó bóng nó nhẵn như này này. 10 miếng nó như 10 luôn.
khác hẳn nhau nữa, một bên thì nhăn một bên thì nhặn.